Xin chào tất cả các bạn đến với lại bài giảng online Hoàng đế nội kinh tố vấn của thầy Linh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào chương 49. Chương 49 nói về mạch giải thiên. Kinh văn số 1. Ở Thái Dương mà nói là yêu thủng, mông đau là vì tháng giêng kiến dần dần thuộc Thái Dương. Tháng giêng dương ở trên nhưng âm vẫn còn thịnh. Dương chưa có thể theo đúng thứ tự để ra, do đó sinh ra chứng yêu thủng và mông, tức là hai mông đau. Tức là hai mông đau. Thì trong thiên này bàn về chứng bệnh kỳ hằng, phàm 60 ngày đầu vì khí của tam tam âm tam dương đều chủ về 60 ngày làm đầu, 66 36 ngày thành một năm. Âm dương sáu khí đều có thịnh suy mà lại đều có thể gây bệnh cho kinh mạch. Lên thiên này tiêu lên hai chữ là mạch giải để nói rõ mạch giải đây chuyên về chứng kỳ hằng, không giống với bệnh kinh mạch thường khác. Đầu của mỗi đoạn đều có chữ là nói là chính vì những bệnh trạng đó do một cổ kinh phát sinh ra, mà đây kỳ bá chỉ giải cho rõ thêm Thái Dương với các kinh khác đều chủ về khí, mà khí đó sinh ra ở trong thủy tại bàng quang, cho nên lấy khí Thái Dương làm đầu năm. Tháng giêng dương khí tuy sinh xuất ở trên mà cái khí âm hàn còn thịnh ở dưới, dương khí chưa thể theo thứ tự mà tiết ra được nên mới sinh ra các chứng bệnh ở trên. Kính văn số 2. Bệnh thiên thư mờ bí, tức là đi lệch do tháng giêng dương khí đã giải giải đống địa khí tiết ra được rồi, vậy mà nói là thiên hư là vì khí mùa đông rét, khí bất túc nên sinh chứng như vậy. Nói là cổ cứng, đau rút xuống lưng là khí của Thái Dương dẫn lên quá mạnh rồi nghẽn lại ở đó. Nói là nếu quá lắm sẽ phát cuồng, phát điên, đó là vì dương khí bốc lên cả ở trên mà âm khí thành trơ trọi ở dưới, dưới hư trên thực nên mới sinh ra cuồng và điên như vậy. Nói là mạch phù thì sẽ phát điếc, đều chỉ về bệnh phát sinh tại khí. Nói là dương khí vào trong sẽ thành ấm, đó là nói dương khí đã suy mà âm cũng hư nên mới thành ra chứng trạng như vậy. Phàm những chứng bị lội đoạt mà quyết thì gây lên ấm và phi, tứ chi rã rời đều bởi thận hư khí của thiếu âm. Thận không dẫn đến cũng gây lên chứng quyết. Nói là ở thiếu dương, tâm thiếp thống, đó là biểu của tâm. Tháng 9 dương khí hết mà âm khí thịnh nên phát sinh chứng tâm và thiếp thống. Nói là không thể nào dở mình là vì âm khí chủ về tàng vật, vật đã tàng, thời không thể động được, nên mới không thể dở mình. Nói là quá lắm, thời chỉ muốn chạy nhảy là vì về tháng 9 muôn vật đều hư, cỏ cây rụng héo, thời khí của con người cũng lánh dương mà tới âm. Duy cái khí của thiếu dương, dương thịnh, dù có lọt vào ở bên dưới nhưng vẫn có ý muốn bốc mạnh trở lên lên mới thành chứng trạng như vậy. Nói là ở dương minh mà rờn rợn run rét, bởi vì dương minh thuộc ngọ, tháng năm là tháng một âm ở trong thịnh, dương thịnh mà âm xen vào lên mới thành chứng rờn rợn rét run. Nói là bọng chân
thõng, bệnh chân thũng không tự co lại được, đó là vì tháng năm một âm phát sinh ra trong thịnh dương, trong thịnh dương mà dương cũng bắt đầu suy đó, suy từ đó, nhưng bởi một âm mới sinh cùng với dương xung đột gây thành chứng hậu như vậy, nói là thượng xuyễn mà thành thủy thủng, đó là vì âm khí đã hạ giáng mà lại dẫn lên lên thời cùng với tà khí ký thúc ở trong tạng phủ, vì vậy gây lên thủy thủng, nói là hung thống và thiếu khí, là vì thủy khí ký túc ở tạng phủ. Thủy thuộc âm khí xen vào trong nên mới thành hung thống và thiểu khí. Nói là quá lắm thời quyết, ghét người với lửa, nghe tiếng gỗ, mộc, thời dùng mình mà sợ, là vì âm dương cùng xung đột nhau, thủy với hỏa, cùng ghét nên mới dùng mình mà sợ. Nói là muốn đóng kín cửa ở một mình, là vì âm dương cùng xung đột lẫn nhau, dương đã hết mà âm lại thịnh lên mới muốn đóng cửa mà ở một mình. Nói là bệnh đến thời muốn lên cao mà hát, cởi bỏ áo mà chạy, đó là vì âm dương lại tranh giành nhau, rồi dồn cả ra dương phận ở bên ngoài lên mới gây thành chứng trạng như vậy. Nói là ký túc ở tôn lạc, thời sinh ra nhức đầu tị lục và phúc thủng, vì khí của dương minh dồn lên trên, trên tức là tôn lạc của thái âm lên mới gây lên thành chứng trạng như vậy. Nói là ở thái âm sẽ phát bệnh chướng, vì thái âm thuộc thuộc tý, tháng 11 khí của muôn vật đều thâu tàng bên trong lên phát bệnh chướng, nói là chạy lên tâm thành chứng ợ, vì âm khí thịnh dồn lên dương minh, lạc của dương minh lại thuộc về tâm lên thành chứng ợ hơi. Nói là ăn vào thời uẹ, là vì vật chứa bên trong đầy tràn quá mà sinh ra. Nói là nếu được đại tiện hay trung tiện, thời sẽ dễ chịu, vì tới tháng 12 âm khí suy ở dưới, dương khí muốn tiết ra đằng trên lên dưới cũng có thể tiết ra mới dễ chịu. Nói là ở thiếu âm sẽ phát yêu thống, vì thiếu âm tức là thận, về tháng 10 dương khí đều bị thương nên mới yêu thống. Nói là ẩu khái thượng khí và xuyễn, là vì âm khí ở dưới, dương khí ở trên, dương khí phù lên trên, không lương dựa vào đâu, nên phát chứng như vậy. Nói là mọi việc đều không thể làm, không thể đứng lâu ngồi lâu, đứng lên thời, mặt tờ mờ, không thấy không trông rõ, đó là vì muôn vật âm dương không định, chưa có đủ khí thu mới đến, xương thu mới xuống, muôn vật túc sái âm dương bị đoạt lên mới thành các chứng như thế. Nói là ít khí và hay lộ, đó là vì khí của thiếu dương không thông đạt ra bên ngoài, do đó dương khí không tiết ra được, can khí cũng vì vậy mà không được thư sướng lên mới sinh ra ra hay nộ, chứng đó gọi là tiên quyết. Nói là thường sợ sệt như sắp bị người bắt, là vì dương khí bên trong ít đi, âm khí bên ngoài lọt vào, hai khí cùng xung đột nên mới thường sợ sệt. Nói là ngửi mùi thức ăn thì ghét, vì vị không có khí lên thành như vậy. Nói là sắc mặt đen sạm, là vị khí bị đoạt ở bên trong nên huyết sắc ở bên ngoài cũng biến mất đi. Nói là khái thời lại có huyết, vì dương mạch bị thương, dương khí chưa thịnh ở bộ phận trên thời mạch lại mãn, mãn thời khái mà thường khi lại ra cả
đằng mũi. Nói là ở quyết âm, phát các chứng điên, sán, đàn bà thủng ở thiếu phúc. Vì là vì quyết âm thuộc thìn, tháng 3 âm tà sinh ra, ở trong dương lên mới thành chứng điên sán và thủng ở thiếu phúc. Nói là yêu tích, đau không thể cúi ngửa, là vì tháng 3 lá cây tươi tốt buông rũ trở xuống, người cũng hợp với khí ấy nên mới phát bệnh như vậy. Nói là sinh ra các trứng rồi nong sán đều là tên các trứng khó tiểu tiện, là vì về tháng đó âm khí thịnh khiến cho mạch phát trướng không thông lên sinh ra trứng như vậy. Nói là quá lắm thời thì ách can và nhiệt chung, là vì âm dương cùng xung đột nhau sinh ra nhiệt. Vì sinh ra nhiệt nên mới thành chứng nhiệt chung và ách can. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương 49. Các bạn vui lòng đăng ký kênh của thầy để được theo dõi các video tiếp theo.